có ai mà con dâu con gái con lứa mà giờ này còn nằm ngủ để cho bà già chồng quét sân không chứ? Đúng ra con dâu người ta đó hả, thì giờ này là quét sân nè, rồi pha trà nấu nước nè, dọn dẹp nhà cửa, rửa ly rửa tách rồi, con dâu gì mà giờ này còn nằm ì ra đó à? Người ta nói á, dạy con á thì từ thở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về, nhìn thấy vợ chồng thằng đực á, hàng xóm á mà thấy phát ham mà. Tới nửa đêm hai vợ chồng nó đã kéo nhau đi đổ đó, bắt cá, rồi giăng lưới, giăng câu. Trời ơi, người ta làm không có ngớt tay như vậy á. Có hai đứa này nè, hai đứa này nó giống nhau y hệt luôn vậy đó, xứng đào, xứng kép, xứng đôi lắm. Ôi da, sao mình đau lưng quá. Hai đứa này á, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Giờ này còn ngủ cho đủ giấc nữa. Ôi da, mẹ ơi, giờ trời còn khuya mà. Mẹ cứ để nó đi, rồi sáng mai con quét nhà cho. Là tôi lo cho mấy người thua người ta đó. Binh nhau dữ lắm. Coi ngoài trời kìa. Trời ơi, giờ này người ta đi chợ ầm ầm rồi đó. Cá tươi nè, thịt ngon á, người ta mua hết. Rồi bây giờ mấy người mà lết ra ngoài đó đó là mua đồ vạt đó, rồi thịt ôi về cho bà già này ăn hả? Giờ này mới giờ sủ mà. Hôm qua vợ con làm việc nhiều, đến giờ tí mới ngủ. Giờ mẹ cho cô ngủ thêm một chút nữa đi nha. Trời đất ơi là trời. Vậy là con ý con nói là mẹ ác nghiệt với con dâu hả? Ác với vợ con hả? Trời ơi, cả xóm này ai cũng nói tôi hiền lành á, tôi nhân đức lắm, con có ghiếng tôi còn đạt không được nữa. Mà đành này bây giờ con trai tôi nó nói tôi ác nè, trời ơi là trời. Ôi da đau lưng quá. Đó, đi ra đây mà coi đó, cái đống ung trước kìa. Đó. Hồi chiều hôm qua đó tao đã dặn nó rồi, gom lại ung cho bự á, để lửa cháy âm mỉ sáng đêm để nó không có muỗi. Nó cãi lời tao, nó làm biếng, nó quơ, nó quào, nó làm đại làm đùa, để nó chống lên giường nó nằm nó nghỉ, nó thả cửa như vậy đó, coi có được không. Trời ơi, lửa tắt ngấm hết rồi, rồi muỗi đó nó cắn bà già này nè. Ý tụi bay nói á là để muỗi nó khiên bà già này đi đâu thì đi, phải không? Dạ mẹ ơi, chắc là tại khuya qua mưa quá nên mới làm tắt đống ung đi. Thôi giờ để con ra con coi lại sao, rồi con soạn đồ con đi chợ luôn nha mẹ. Thôi mẹ đừng có giận nữa nha. Mình nghỉ xíu đi rồi. Tôi đâu có dám giận mấy người đâu. Tôi nói là để tôi dạy mấy người cho khôn với người ta mà. Nói ít mấy người hiểu nhiều giùm cái. Tôi nói con chút chiếu à, chứ có gì đâu. Trời ơi, biết khi nào mà khôn được với thiên hạ đây nè. Rầu thiệt chứ. Ơi, thèm có con cá bóng cát kho tiêu à. Mà cả tháng trời vậy đó, nói đi nói lại mà cũng có nữa. Phải kia tôi á, mà đòi mật xấu hoặc là thịt rộng gì á, không nói. Có nhiêu đó à, mà cũng khó khăn ghê vậy đó. Dạ, dạ con biết rồi. Thôi mình nghỉ xíu đi, em đi nha. Mình à, giờ này còn khuya lắm, đi nguy hiểm, hay để tôi đi với mình. Không sao đâu. Trời đất ơi, đường là đường làng, đường xóm mình, chứ đâu phải là đường rừng rú, thâm sơn cùng cốc gì mà sợ cọp dồ. Cái thây của nó cọp dồ, ăn một tháng cũng không hết nữa. Mày á, là mày còn phải ở nhà để mà canh qua nhà ông Tư Tiều nè, lấy củi nè. Trời ơi, đi trễ á, là củi gốc, củi to lắm, người ta lấy hết. Rồi còn có củi chà, củi ngọn, nấu cơm, nấu canh nó hôi khói. Ai ăn? Bà già này ăn hả? Rồi con nè, sắt chuối cho vịt ăn. Rồi còn làm cỏ bên nhà ông hai nữa. Rảnh rang lắm ha, đi đôi đi cặp, dung văn dung vẻ, dắt trẻ đi chơi nữa. Dạ. Vậy thôi con xin phép con đi. Mình nè, sẵn con nhàn đi chợ á thì mua giùm tôi ít cao tươi, trầu tươi nữa, rồi mớ thuốc nữa. Mà nhớ mua là để cái mặt hàng mà nằm trên nó tươi á, đừng có lấy ở dưới đá nha, nó nhám xàm tôi ăn tôi mẻ răng đó. Dạ, thưa mẹ con đi. Mình à, để tôi đi với mình. Thôi mình ở nhà nghỉ đi, em đi được mà. Lâu quá, không có coi được tuồng cổ hạng võ biệt ngu cơ. Bữa nay coi được trong nhà mình rồi nè. Cái kiểu sàn qua sàn lợi gì tới canh năm mới ra khỏi nhà, phải không? Dạ. Trời ơi.
May quá cuối cùng cũng tới được thần đình rồi. Trời còn sớm quá, không có ai đi hết trơn. Chắc ngồi đi một chút rồi coi có ai đi ngang qua xin đi ké chứ. Kính lại chính phương trời, mười phương Phật. Con kính lại ông thần Thành Hoàng. Xin các ngài có thương con thì hãy bảo vệ con khỏi những thứ tối tăm ngoài kia nha. Con xin đổi ơn các ngài, con xin đổi ơn các ngài. Trời, tự nhiên ra ngủ. Ai kêu vậy chứ cả. Khuya lơ, khuya lắc rồi. Chắc cái đứa ba trộm nào nó gọi tới tên ta giờ này. Cái đứa nó không biết điều cái chuyện này. Ta phải vỡ nhẹ cho nó nhức đầu trong mặt sổ mũi hôn một lần cho nó tỏa. Sao mà cái số tụi nó khổ quá vậy nè. Lại khóc nữa à? Cái điều này là thất tình nam nữ trai gái gì đây? Ôi, cái này phải đến tới ông Tơ Bà Nguyệt chứ đâu đến chỗ ta làm chi, ta đâu có chuyên môn này đâu. Mà thôi, tiếng khóc này gần lắm, chắc trong địa bàn của ta rồi, nếu ta không đến á. Thiệt là làm tất tắc, thôi, phải đến thôi. Hồ Biên! Lấy được chồng ưng ý, chồng thương thì mẹ chồng khắt khe chịu không nổi. Ngày nào cũng la, làm cái gì cũng la, cũng rầy, cũng mắng. Biết là làm vừa lòng mẹ chồng thì chồng mình cũng sẽ vui. Nhưng mà thật sự là làm không nổi. Không ngày nào ngủ quá được 2 canh. Không ngày nào mà không bị chửi mắng. Mẹ sai đi mua cá bóng cát về kho. Biết là ý mẹ thích, nhưng hôm nay làm gì có cá, vì mùa cái nước đã lên đâu. Có vậy thôi đó mà cũng bị chửi, chửi cả ngày lẫn đêm, hỏi sao chịu nổi. Ôi, đúng là nhân tình thế thái. Trên đời này lại còn có những người dâu mà khổ như vậy. Nhưng cái này nó nằm ngoài khả năng của thần. Thần không thể nào giúp được con. Thần Hoàng ơi, nếu như ngài có linh thiêng thì con xin ngài hãy phù hộ cho con. Cho con hôm nay đi chợ gặp được cá bóng cát nha ngài. Để con mua về cho mẹ con, để mẹ con không phải rầy la con nữa nha ngài. Con xin ngài phù hộ cho con đội ơn ngài. Con đội ơn ngài. Hình như cô nhàn phải không cô? Chàng ơi, cô mận gì mà thức sớm dữ vậy? Dạ, chú Tư. Dạ, con tính ra chợ mà thấy sớm quá. Con yêu bóng vía nữa nên con vô đây con ngồi con chờ sáng trời xíu rồi con đi. Ủa, mà chú Tư đi đâu sớm quá vậy? Mới vớt được mới cá bóng cát, nó lội trái con nước. Cá bóng nó lặt nước xong rồi định đem ra chợ bán đổi mới rút ghê hút nè. Trời đất ơi, may quá. Dạ, con cũng đang định đi ra chợ mua cá bóng cát cho mẹ. Nếu được vậy, chú Tư để cho con luôn nha. Được không chú Tư? Mà thôi nè, cô cầm đi. Có tiền trả tôi sao cũng được. Còn bây giờ tôi cũng còn ít tiền, tôi đi ra chợ để mua thuốc ghê hút đủ rồi. Ủa, thiệt hả chú Tư? Dạ. Nếu vậy, con cảm ơn chú Tư. Tôi đi ra chợ thôi, đứng đây mỗi hồi chích tôi chết. Chú Tư, nếu vậy, chú Tư cho con đi với. Cũng được, đi, đi. Dạ. Hai chú cháu mình đi vừa nói chuyện luôn. Ta chỉ có thể giúp con tới đó. Còn phần còn lại, mẹ con đối xử với con á, nó ngoài phạm trù của ta rồi. Ta không thể giúp được con thêm nữa. Giờ này cũng còn 1 canh nữa mới tới sáng. Thôi ta vô nướng thêm xíu nữa cho nó khỏe xíu. Hồ Biên. Dạ, con xin kính lại chư Phật Thành Hoàng. Con tên Nguyễn Nhất Hiếu. Trời, lại thêm 1 tên đầu ấm nữa. Khuya lơ, khuya lắc mà cứ gọi tên ta hoài. Thần trong ngủ bổ đuối. Con cầu xin chư Phật Thành Hoàng phù hộ độ trì cho gia đình con được hòa thuận êm ấm. Thôi, nói gì nói, thần mà ngủ nướng quá làm ăn sao được. Trên bước đường thành công không có dấu chân của người làm biếng. Ta là thần mà ta làm biếng sao được. Ta không được làm biếng mà ta chỉ có hồ biếng. Cho mẹ của con được khỏe mạnh sống đời với con.
chàng trai này thật sống đúng với cái tên mà cha mẹ đã đặt, Nguyễn Nhất Hiếu. Mẹ của con là một người rất tốt, sống có tình có nghĩa, nhưng không hiểu sao mẹ của con lại hà khắc với con dâu. Bà thường xuyên la mắng, chửi bới con dâu của mình. Con thật sự rất khổ tâm. Con thương vợ con nhiều lắm, nhưng mà mẹ con nói ra, con cãi thì không được, nhưng mà con cũng không dám bênh vợ của con. Con kính lại thành quẹn, phù hộ độ trì cho gia đình con được trong ấm ngoài êm, cho vợ của con và mẹ của con được hòa thuận với nhau. Như vậy là con đội ơn thành quẹn nhiều lắm. Thật tội nghiệp chàng trai quá. Lẽ ra ta sẽ đặt cho con cái tên là Nguyễn Nhất Trung Hiếu Nghĩa mới phải. Vừa trung can, là hiếu với mẹ, lại nghĩa với phu thê. Thiệt thương quá. Được rồi, ta sẽ tìm cách giúp con. Còn bây giờ phải vô ngủ cho nó đủ giấc, thiếu giấc đuối quá. Biến. Trời, làm ăn riết rồi mất lòng tới thú vật luôn đó. Trời ơi, ngủ nướng nửa canh cuối mà bị con gà nó ghéo ta. Ta hận ngươi suốt đời, cần chi suốt đời. Ta hẹn ngươi đến lễ kỳ yên thì ta sẽ ngồi sau lưng ngắm ngươi khỏa thân trên cái dĩa. Việc này chắc phải cậy nhờ đến lão thầy lang thôi. Ông làm ơn á, ông tìm người khác được không? Chuyện khó vậy mà ông lôi tôi vô chi không được. Thôi, tôi không làm đâu, kiếm người khác đi nha. Khoan, ông hãy nghe ta giải thích đã. Không phải vô duyên vô cớ mà ta cậy nhờ ông làm chuyện này đâu. Bởi vì ông nhìn xem, từ làng trên tới xóm dưới không ai phù hợp để làm được chuyện này hết. Ông hãy vì ta, giúp ta một lần. Còn như nếu không á, ta chỉ cần bẻ đốt nóng tre này, ông sẽ đơ xương sống và nằm liệt giường suốt đời. Ông chọn cái nào? Sao ông... Đúng là ông làm khó tôi không à. Chuyện làm mà độc ác vậy tôi không có làm đâu. Ông kiếm người khác đi, nghe không? Thôi được rồi, được rồi, tôi làm, tôi làm. Ông thiệt là... Mà nè, làm lần này nữa thôi nha, mai mốt không có nhờ khó gì nữa. Ủa? Thầy, thầy, thầy đang nói chuyện với ai thầy? Nói chuyện với thằng Hoàng. Không. Đang tập tuồng đặng mới mốt lễ kỳ yên ở đình làng mình á, diễn cho bà con bá tánh người ta coi. Tưởng đâu chỉ có mấy đứa nhỏ trong xóm tập tuồng thôi, thầy Lan cũng tập tuồng nữa hả? Đang suy nghĩ giật thoại á, đặng mới mốt dạy là cho mấy đứa nhỏ nó diễn. À, mà chú Tư mới đi chợ về đó hả? Dạ. À, ra ngoài chợ á có gặp con Nhàn, vợ của thằng Hiếu không? Có, hồi nãy giờ đi sau tôi á. À vậy hả? Ừ, vậy thôi về trước đi nha. Tập tuồng mà tôi tưởng đâu ma nhập hết hồn à. Ta mang ơn ông nha. Ông nhận lời rồi, coi như nhánh tre này không còn giá trị nữa. Ta đi à. Cuối cùng cũng mua được cá bóng cát mẹ thích. Hôm nay kho tiêu, hy vọng sẽ không bị rầy nữa. Nha. Dạ chào thầy. Con mới đi chợ về đó hả? Dạ. Có bệnh gì trong người hay là có gì buồn không? Mà thầy thấy con á, sắc mặt kém tươi, xuống sắc lắm đó nghe. Con khổ tâm quá thầy ơi. Khổ sao? Đâu nói thầy nghe coi. Không hiểu sao mà mẹ chồng con cứ suốt ngày la rầy con. Ngày nào cũng bắt lỗi, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, lúc nào cũng la chửi bới om sòm. Như hổm rầy á, mẹ con thèm cá bóng cát mà con đi mua không có, y như rằng về nhà là mẹ con la con đúng ba cử. Con khổ tâm hết sức luôn. Xong sáng hôm nay con mới ra thần của Thành Hoàng, con xin Thành Hoàng cho con mua được cá bóng cát. Nên nay con ra chợ con mua được. Con hy vọng hôm nay về kho tiêu con sẽ không bị rầy bị la nữa. Đó, chứ cũng là tâm bệnh đó. Thầy nói cho nghe nè, nãy giờ á là thầy chờ để trông gặp con đó.
Có chuyện gì hả thầy? Chuyện là hồi tối này ta đang ngủ một giấc ngủ ngon lành như vậy, tự nhiên cái ông thần hoàng á, trong cái đình của mình á, ông hiện về, ông báo mộng cho ta, nói chuyện cho ta về chuyện của con đó. Trời đất. Ừ. Báo mộng chuyện của con. Thầy, thần hoàng báo sao? Thầy nói con nghe chứ, có chuyện gì hả thầy? Bình tĩnh từ từ nghe nè. Ông nói cái đường dương thọ của mẹ chồng con á sắp hết rồi. Nhưng mà có điều á, bà có một thằng con, thằng Hiếu chồng con á. Dạ. Nó rất là có hiếu với bà, cho nên là ngày nào nó cũng khấn vái cầu xin, nó đổi cái đường dương thọ của nó cho mẹ của nó, cho nên bà sống hoài là như vậy. Mà cái điều này á, về lâu về dài á là không có tốt đâu. Vậy thầy, nếu vậy, vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Bây giờ là con phải giúp bà. Con giúp sao? Giúp bà chết. Thầy nói chết là sao hả thầy? Nói giúp bà chết là con sợ đúng không? Gì? Nhưng mà không phải đâu, đừng sợ. Con giúp bà chết đó là con làm ơn cho bà đó, chứ không phải là con hại bà đâu. Nghe thầy nói nè, cái đường dương thọ bà sống hoài á, đâm ra bà tạo thêm ác nghiệt. Còn chồng của con á, nó đổi đường dương thọ của nó thì nó mau về gặp ông bà. Mà nó mau về gặp ông bà thì nó bỏ con gió bụa. Con không muốn điều này không? Không, đúng không? Dạ, đúng không? Dạ. Cho nên là con giúp bà không tạo ác nghiệt nữa, và giúp chồng con sống lâu dài bên con, hiểu chưa? Nhưng mà thầy ơi, con không dám làm đâu thầy. Làm cái điều này á không phải là điều ác, cho nên là con cứ an tâm, con làm đi, nghe không? Vậy thầy. Đây, đây là thang thuốc ngũ độc tán. Hằng ngày á, con cứ nghe lời thầy, trộn vô cơm cho mẹ chồng con ăn, nha. Thuốc này nó không màu, không mùi, không vị, cho nên không phát hiện được đâu. Mà khi ăn vào á, tinh thần lại là minh mẫn, vui vẻ, không có bị gì hết á. Con cứ an tâm, trộn vào thức ăn cho bà ăn. Dạ thầy, con không dám làm đâu thầy. Sao lại không dám làm? Nhưng mà con nhớ nha, thuốc này á là phải cho ăn đủ 7 lần 7, 49 ngày. Cái thang này ăn được 7 ngày, rồi con cứ đúng 7 ngày, con cứ tới nhà thầy lấy một thang vậy, 7 lần, bà sẽ lên đường. Ây, thầy, con không thấy đâu thầy. Nghe lời thầy. Thầy. Con nhỏ này nó đi chợ cái kiểu gì mà tới giờ này chưa về nữa. Ây, không biết nó có la cả đâu không nữa. Thiệt là không hiểu nổi á. Hồi xưa đó nó cũng ngoan hiền, nó cũng dễ thương lắm, mình mới cưới cho thằng Hiếu. Mà không hiểu sao từ lúc về nhà tới giờ á, nó hư thân mất nết vậy, không biết nữa. Ây, ủa mà hay là nó nghĩ cái nhà này không phải là nhà của nó vậy ta? À, dạ, thưa mẹ, con mới về. Mẹ ơi, hôm nay con có mua được cá bóng cát cho mẹ rồi đó. Con có mua thêm miếng ba chỉ nữa để về kho chung. Con vô làm liền cho mẹ nha. Nhà nghèo mà sang quá à, còn mua thịt nữa. Lẻ tay lẻ chân giùm tôi cái, đâu phải tiểu thư đâu mà chậm chạp như vậy. Tới giờ này nè mới về hả? Rồi có nhớ mua gì tôi dặn chưa? Hay là lãng trí quên rồi? Dạ có chứ mẹ. Để con vô con trút vô hộ cho mẹ nha. Thôi khỏi, để trên bàn cho tôi đi. Rồi ra làm sao á, mừng cơm giùm cái, chồng bay nó sắp về tới vậy đó. Lẹ tay lẹ chân giùm cái đi. À dạ, con đi liền. Cái con nhỏ này á, bữa nay nó ra chợ, không biết có cái gì không á. Mà sao nó vui dữ vậy kìa. Con về nè mẹ ơi. Ủa, mình về rồi hả? Mình nhanh ra rửa tay rửa mặt đi rồi vô ăn chứ để mẹ chờ. Thank you.
Dạ con mời mẹ. Không biết ăn được hay không nữa, hay là lặt nhách lặt nhơ đây. Mình ơi, đây là cá bóng cát mà mẹ thích, em làm riêng cho mẹ nên mình đừng có ăn nha. Mình ngồi ăn cơm luôn đi. Chắc mình với mẹ ăn trước đi. Em ra phía sau em cho gà cho vịt ăn cái rồi em ăn sau cũng được. Dạ mẹ, con mời mẹ ăn cơm. Mẹ, con về rồi. Con, về đó con, mệt không? Dạ. Vô, đi, mình đi vô đi, đi vô nghỉ ngơi rồi dạ. Ăn cơm uống nước. Dâu ơi, vô đi dạ. Con, vô nhà chồng con về rồi nè. Vô, vô, vô con, vô mình ăn cơm. Dạ. Nhàn, con ở lại ăn cơm cùng nhà đi con. Chứ gà vịt để sao đi. Chà, lâu rồi anh không thấy mẹ anh la rầy em ha. Mẹ anh là mẹ nào? Phải là mẹ của em với anh chứ. Mẹ anh cũng là mẹ em mà. Con mời mẹ. Ủa, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ đau lưng quá. Mẹ bị đau lưng chứ sao. Chán anh ghê vậy đó. Mẹ, con mời mẹ, mẹ uống đi. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Càng ngày á, thằng Hiếu nó không có hiểu mẹ như con đâu. Có đôi khi á, mẹ cứ nhầm nó là con rể á, còn con mới là con gái ruột của mẹ đó. Dạ. Vì mẹ cũng là mẹ của con mà. Em sao vậy? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ như vậy là lỗi tại con. Là con đã hại mẹ. Mẹ ơi, con không muốn mẹ chết. Con muốn mẹ cùng sống cả đời với tụi con. Đổi bằng dương thọ của con cũng được nha mẹ. Em nói vậy là sao? Là thầy Lan. Thầy Lan đã đưa cho con gói thuốc.
Nói con, nếu như bỏ thuốc đó vào trong đồ ăn của mẹ đủ 49 ngày thì mẹ sẽ ra đi. Là do con dại dột. Nhưng mà cũng tại thời gian đó mẹ la con nhiều, suốt ngày cứ chửi bới con, nên con đã nghĩ quẩn, con không được nghĩ sáng suốt mẹ. Nhưng sau này khi càng ngày ở gần mẹ, con càng hiểu mẹ hơn. Nên con xin lỗi mẹ, con rất ân hận, con đã sai rồi. Nhưng con cũng đã ngừng thuốc từ lâu, nhưng con không hiểu sao thuốc vẫn còn tác dụng. Mẹ bị như vậy là lỗi tại con mẹ ơi. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Em được Hiếu, ở yên đó. Con đứng lên. Mẹ hiểu tất cả rồi. Mẹ, mẹ cũng như con vậy đó. Con có nhớ cái ly thuốc bổ mà mỗi tối mẹ ép con uống không? Con đừng sợ, mẹ cũng như con vậy đó. Nhưng mà càng ngày mẹ càng hiểu ra thằng Hiếu nó không thể ở đời với mẹ được. Mẹ đã sống đủ lâu, hưởng đủ phước, cho nên mẹ nhường cái phần đó lại cho hai con đi cùng nhau. Ban đầu á, nó chỉ là thuốc thôi, nhưng bây giờ thật sự nó là thuốc bổ, để cho con sớm có thai, cho mẹ sớm có cháu nội, để mẹ ẵm bồng. Trước lúc mẹ ra đi, mẹ xin lỗi hai con, vì mẹ không có nói sớm cho hai con biết. Mẹ, mọi người đừng có khóc lóc nữa, tất cả đều không sao đâu. Vậy chuyện ông nói thần hoàng báo mộng là giả phải không? Chuyện ông thành hoàng gặp ta để báo mộng á là chuyện có thật, và cũng chính ông ấy bài mưu kêu ta là phải đưa thuốc cho hai người ở đây, qua đó tạo điều kiện cho hai người á gần gũi nhau hơn trong quá trình trộn thuốc, để rồi tâm sự, bày tỏ tấm lòng với nhau, từ đó có thân nhau hơn, rồi hiểu nhau hơn, chứ cũng không có ý gì khác. Hai người có hiểu không? Con ơi mà. Vậy là mẹ chồng nàng dâu đã hiểu nhau rồi, từ nay là thương yêu với nhau, sống trọn đời trọn kiếp. Thật là phúc đức quá, tạ ơn trời đất, tạ ơn thần hoàng. Đâu có đa tạ suông như vậy được. Ông thần hoàng ông nói với ta đó là ông ghét con gà trống của nhà người lắm, nó hay gái ông cũng không có được, cho nên là ông muốn nhưng mà không, ông không muốn sát sinh, cho nên là ông chỉ muốn cái cặp ngọc kê của nó thôi. Người coi á mà cúng cho thần hoàng nghe chưa? Dạ. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, ta xin phép, ta cứu từ đây. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Lão gia chết rồi, lão gia bị rắn cắn chết rồi. Lão gia cứu, bây người ta cứu người. Lão gia mau chạy về nhà báo cho phu nhân biết, lẹ lên. Anh lên đây coi nha. Lão gia không phải người này, ta đã sát hại người vô tội rồi sao? Lão gia bây người ta cứu người. Cứu người! Bây người ta cứu người! Ông ơi, tỉnh dậy đi ông! Đừng có bỏ anh con tôi, ông ơi!
Để mẹ con tôi không có ai bên cạnh nương tựa ông ơi. Cha ơi, hay vậy đi ông. Tao vô tình giết hại phố ông, để lại mẹ quá con coi không nơi nương tựa. Nợ này tao phải trả cho người. Ngày sau tao xin nguyện trở thành dâu, thành vợ, cả đời chăm sóc phụng dưỡng. Công tử, tiểu thư con gái nhà ai mà xinh đẹp quá. Công tử cho thiếp hỏi, công tử có phải là người ở vùng này không? À, phải. Thiếp tới đây để tìm người thân. Chẳng hay người thân của tiểu thư tên họ là chi? Nếu tôi biết được tôi sẽ chỉ dẫn tiểu thư đi tìm. Xin thưa, cha mẹ thiếp mất, thiếp tới đây để nương tựa một người chú tên là Trần Xanh. Này chú ngoài 40 tuổi. À, ông Trần Xanh, thật là tiếc quá. Ông Trần Xanh đã chuyển đi nơi khác cũng được mấy năm nay rồi. Thôi chết, thiếp đi từ xa tới đây để nương tựa chú thím, mà bây giờ chú thím đã đi mất. Nơi này thiếp không biết nương tựa vào ai, thân nữ đơn lẻ không biết làm sao đây. Tiểu thư đừng quá lo lắng. Nếu như không có chốn nương thân thì ở tạm nhà tôi vài ngày. Nhà tôi còn có mẹ già, tiểu thư và mẹ già tôi có thể bầu bạn mỗi ngày. Dạ thôi. Tiểu thư đừng ngại, nhà tôi còn có phòng khách. Tiểu thư đừng quá lo lắng. Dạ, vậy đa tạ công tử. Mời nàng, đây là nhà của ta. Chào công tử. Tiểu Yến, đây là tiểu thư Thu Sương, sẽ ở khách nhà ta vài ngày. Người mau vào sắp xếp phòng cho nàng đi. Trai ta đã về rồi à? À mẹ, thưa mẹ, lúc ở miếu con gặp được tiểu thư Thu Sương, người ở phương xa tới đang đi tìm người thân. Nhưng mà chẳng may người thân của nàng đã chuyển đi nơi khác, lạ xứ lạ người, không nơi nương tựa. Cho nên là con đưa nàng về nhà mình ở khách vài hôm. Con xin phép mẹ cho phép à. Dạ chào phu nhân. Có chuyện gì? Hai người đi pha trà cho ta đi. Con tính nói về chuyện Thu Sương đúng không? Phu nhân, tiểu thư Thu Sương đó có vẻ rất mê hoặc nhân tâm. Công tử nhà ta lúc nào cũng đi kiếm ả để nói chuyện. Kẻ ăn người ở trong nhà cũng rất thích nàng ta. Đúng là hồi đi tin chuyện thế mà. Sao nhà ta xui rủi như vậy không biết nữa. Con chỉ lo sợ công tử bị bùa chú mê hoặc thôi. Bùa chú mê hoặc? Đúng rồi. Ta thấy con trai ta từ trước đến giờ rất là kỹ, không bao giờ đưa người lại về nhà. Lần này lại đưa ả về. Con nghe nói trong miếu Ngũ Hành có một thầy pháp rất là cao tay ứng, đã cứu rất là nhiều người bị tà ma ám hại. Bây giờ con có biết đường đi tới đó không? Dạ biết phu nhân. Đưa ta đến đó một chuyến. Vì này ta phải coi được bộ mặt thật của ả ta là gì mới được. Mấy bữa nay nàng ở nhà ta đã thấy quen chưa? Nhà chàng rất là tốt với ta, ta rất là mang ơn chàng. Nè Thu Sương, sao lại nói chuyện ân nghĩa ở đây? Nếu như nàng thích, nàng có thể ở bao lâu cũng được. À, sao lại như vậy được? Ta chỉ ở tạm một thời gian, sao mà ở lâu dài được? Thu Sương, nàng không thích ở đây sao? À không, ta rất thích ở đây.
Ta rất thích bầu bạn bên chàng. Nhưng mà chuyện gì? Sau này chàng phải thành hôn. Thu Sương, nếu như nàng không chê ta kém cỏi, ta với nàng có thể kết nghĩa phu thê được mà. Hả? Thu Sương, ta mến nàng từ cái ngày hội ngộ đầu tiên. Nếu nàng đồng ý kết duyên với ta, ta xin hứa khi cưới nàng sẽ đủ tam thư lục lễ, và sau này ta không nạp thiếp. Thu Sương, nàng đồng ý kết duyên với ta, ta vui lắm. Không biết là kiếp trước ta đã tạo nên phước đức gì mà kiếp này ta kết duyên được với nàng. Chính là xà yêu. Xà yêu? Con trai bà đã bị con xà tinh mê hoặc rồi. Yêu xà mê hoặc? Không lẽ tiểu thư Thu Sương chính là xà yêu? Chính nó đó. Nó là cô gắng tinh tu luyện thành người, pháp lực cực là cao thâm. Đàn ông bị nó mê hoặc thì không những mất đi lý trí mà còn trầm luân trong tình ái nữa. Trời, xin thầy giúp đỡ gia đình ta. Ta sẽ tạ ơn thầy trọng hậu. Con xà tinh này pháp lực rất là cao thâm, mấy cái tay thầy pháp tầm thường không có trị nổi nó đâu. Thầy là bậc cao minh, xin thầy hãy cứu giúp con trai tôi. Có phải lúc trước chồng bà bị rắn cắn chết không? Dạ thưa thầy, đúng rồi ạ. Con rắn đó chính là ta đó. Chính là ta? Chính con rắn này đã cắn chết chồng bà đó. Cắn một phát hết phương cứu chữa. Năm xưa ả ta đã cắn chết chồng ta, bây giờ còn muốn mưu hại con trai ta. Ta thề không đội trời chung với ả mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là bột hồng hoàng, là khắc tinh loài rắn. Bột hồng hoàng? Cái này mà rắc lên người á thì xà yêu sẽ hiện nguyên hình, và pháp lực sẽ mất đi trong một thời gian ngắn. Khi mà ả ta mất hết pháp lực, biến lại thành xà yêu, ta sẽ cho người đập chết ả. Tức là tùy người. Ta xin đa tạ thầy. Tiểu Yến. Xin gửi thầy chút lòng thành. Dâng lên tổ đi. Dạ, ta tạ thầy. Mẹ, ả ta chính là rắn tinh, năm xưa đã cắn chết cha con đó. Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy? Con không tin mẹ hay sao? Mẹ đã đi miếu ngũ hành, mẹ đã biết được ả ta chính là rắn tinh biến thành người, năm xưa đã cắn chết cha con, giờ vô đây á để phá hoại nhà mình đó con. Mẹ à, không có chuyện đó đâu mẹ à. Con không tin mẹ hay sao? Em sao vậy? Thu Sương, Thu Sương, em đi đâu vậy Thu Sương? Ở lại, không có được chạy theo con rắn tinh đó nữa. Thu Sương, con đứng lại đó. Cầu cho con rắn tinh đó chết luôn đi, đừng có quay lại nhà này ám hại nhà ta nữa. Thiếp xin lỗi chàng. Thu Sương ơi, nàng đâu rồi?
Thu Sương, nàng đâu rồi? Thu Sương ơi, Thu Sương ơi, nàng đâu rồi? Em xin lỗi chàng. Sao mẹ thấy con xanh xao ủ dột quá vậy? Còn con sao, mẹ đừng lo. Bộ con cần vẫn nhớ đến con rắn tinh đó hả? Mẹ, con xin mẹ đừng nói Thu Sương như vậy. Ả ta chính là rắn tinh, là người đã hại chết cha con, khiến cho mẹ con ta lâm vào hoàn cảnh như thế này. Bộ con quên hết rồi hả con? Con không quên. Trước khi cha đi ra khỏi nhà, cha còn chơi đùa với con mà. Con trai cưng của cha, làm gì mà ngồi mình buồn vậy con? Ủa, cha đi đâu vậy cha? Bữa nay cha có việc cần phải đi. Cha cho con đi theo với. Không được, bữa nay cha đi hơi xa, giả lại cha phải băng qua một cánh rừng hoang vu lắm. Khi nào mà có dịp á, đi ra chỗ phố thị đông vui á, cha cho con theo. Ở nhà đi, rồi về á, cha mua quà cho con nghe. Vậy cha nhớ đi cẩn thận nha cha. Ừ. Ở nhà ngoan nghe. Dạ. Cha đi nghe. Dạ. Buổi sáng hôm đó con cảm thấy buồn lắm, như linh cảm một điều gì đó chẳng lành. Thì tới trưa con được nhận tin là cha mất. Thầy Pháp đã nói cho mẹ biết Thu Sương chính là rắn tinh. Con xin mẹ đừng tin những lời thầy Pháp vô căn cứ đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ đã có ác cảm với cô ta. Mẹ linh cảm rằng cô ta chính là rắn tinh đã hại chết cha con đó. Mẹ, mẹ nói rồi, không được tơ tưởng gì nữa hết. Rõ ràng là nghe có tiếng động mà, sao lại không có ai hết vậy? Công tử, Tiểu Yến mới hầm bát canh xăm bổ dưỡng cho công tử nè. Ta không uống đâu. Công tử, mấy hôm nay công tử ăn uống thất thường, phu nhân rất là lo cho công tử á. Công tử ráng uống bát canh này nha. Ta đau quá. Công tử bị sao vậy? Càng ngày càng đau hơn, đau quá. Công tử có sao không vậy? Phu nhân ơi, công tử.
đau quá. Thầy thuốc. Đau quá. Mẹ ơi. Con làm sao vậy? Làm sao vậy? Mày đâu? Cái này là đại phu, con trai của ta làm sao rồi? Xin phu nhân thứ lỗi cho tôi, tài hèn sức mọn. Nhưng hiện tại tôi không biết công tử đây đã trúng phải là độc như thế nào. Xin mời công nhân khác ạ. Con trai ơi, mau tỉnh dậy đi con. Con ơi đừng có bỏ mẹ. Uổng công ta nuôi quân phản phúc, mưu hại gia chủ. Tô Sương, chàng làm sao vậy? Ta bị trúng độc. Cha của Tiểu Yến đã bỏ độc vào bát canh sâm. Bây giờ hai người họ đã bỏ trốn rồi. Đúng là quân độc ác. Thiếp sẽ đi tìm bọn họ lấy thuốc giải độc cho chàng. Đừng có tơ tưởng tới công tử đó nữa. Nghe lời ba đi. Thường ngày phu nhân đối xử với con rất là tốt. Mình làm vậy là vong ân bội nghĩa đó. Chẳng lẽ bây giờ con muốn ở đậu suốt đời, muốn làm nô tỳ suốt đời, khum lưng không ngất đầu lên nổi cho tới lúc chết à? Bà ta không bao giờ cưới con cho con trai của bà ta đâu. Có làm nô tỳ, có làm thiếp cũng không được kìa. Vì công tử kia đó đã có người con gái khác rồi. Nhưng mà cha cũng không nên độc chết công tử. Nếu cha không làm vậy, con có chịu đi theo cha không? Hả? Cha. Xin con đừng giết con gái tôi. Xin con nương, tôi xin con nương mà. Các người đúng là cha nào con nấy, độc ác như nhau. Mau đưa thuốc giải đây. Nếu không thì đừng trách ta. Thuốc giải? Ta không có. Các người hạ độc mà không có thuốc giải là sao? Vì ta sợ con gái của ta lén đem thuốc giải đến cứu công tử, nên ta dùng loại thuốc độc, không có loại thuốc giải. Người... đừng giết ta. Tôi xin cô, tôi xin cô đừng giết con gái tôi nè. Ta sẽ không giết các người, nhưng ta sẽ cho các người biết sống không bằng chết. Ta sẽ cho các người bị độc rắn hành hạ cả đời. Mau tỉnh dậy đi con. Năm xưa ta lỡ hại giết chồng bà, ta rất là hối hận. Ta nghĩ khi con bà lớn, ta sẽ trở thành vợ chàng để chăm sóc cho chàng và phụng dưỡng cho bà, để bù đắp lại những lỗi lầm năm xưa. Nhưng không ngờ là ta có mất công chồng, tin làm kẻ gian. Bao nhiêu tội lỗi một mình ta xin gánh chịu. Ta cầu xin cô, cầu xin cô hãy cứu con trai ta. Được rồi, ta sẽ cứu chàng.
Từ nay ta và gia đình bà coi như không còn nợ nần ân oán gì nữa. Có chuyện gì vậy mẹ? Chính là Thu Sương đã cứu con đó. Thu Sương! Thu Sương! Thu Sương ơi! Thu Sương ơi, nàng đâu rồi Thu Sương? Thu Sương ơi! Mẹ đã đồng ý cho ta lấy nàng rồi, Thu Sương ơi! Thu Sương! Thu Sương! Thu Sương ơi! Nàng đâu rồi? Thu Sương! Thu Sương! Thu Sương ơi! Sinh rất thương nhớ Thu Sương. Lúc này người mẹ đã giải được hờn quán năm xưa nên cho phép hai người ở bên nhau. Tú Tài vào rừng tìm Thu Sương, anh đi khắp nơi cũng không tìm thấy. Nhưng khi chàng đến một dòng suối vì quá mệt, chàng đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng chàng đã thấy Thu Sương hiện về, nhưng khi tỉnh giấc chàng không thấy nàng đâu cả, chỉ thấy được con rắn bên mình. Chàng mang rắn nhỏ về nhà chăm sóc. Kể từ đó, chàng và nàng đã ở bên cạnh nhau trọn kiếp. Sao rồi thầy Lan? Qua thăm khám thì nhiệt cơ thể cũng như là nhịp tim, nhịp phổi của ngài nó bình thường, đâu có chuyện gì mà khác lạ đâu nè. Vậy là ta và các vị phu nhân đây đều bình thường sao? Đúng vậy, tôi đã thăm khám cho ba vị phu nhân ở đây, sức khỏe cũng đều bình thường hết ạ, thưa ngài. Vậy tại sao ta vẫn chưa có con? Ta cưới các nàng về cũng đã mấy năm rồi. Chàng đừng có lo, con cái là lộc của trời cho. Với lại chàng lúc nào cũng vì người nghèo, giúp đỡ họ rất là nhiều, thì chắc chắn trời sẽ ban lộc cho chàng con đàn cháu đóng mà. Chị cả nó phải rồi đó, chàng còn trẻ, còn nhiều thời gian, chàng đừng có lo lắng quá. Để tôi về, tôi sẽ xem tôi bốc ba vị đây, mỗi người một thang thuốc uống cho điều hòa kinh nguyệt và bổ dưỡng khí huyết. Tôi sẽ cho người đem qua cho ngài. Dạ. Dạ. Cảm ơn đại phu. Dạ. Dạ. Tôi cũng xin phép. Tôi về. Để tôi tiễn ngài. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Lan. Dạ. Bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Nếu ta không có con, tiệt tử tiệt tôn, thì sau này xuống suối vàng làm sao dám gặp mặt tổ tiên.
Nếu ta sinh cho chàng được một đứa con trai thì địa vị của ta trong nhà này sẽ dưới một người mà trên trăm người. Bảo vật của ta, bảo vật của ta đâu mất rồi? À, chào ngài phú hộ. Chào hiệp sĩ. Nhận được tin của đồng đạo, tôi vội vã lên đường ngay. Có điều chi chậm trễ, xin ngài bỏ qua. Hiệp sĩ đường xá xa xôi tới đây chịu giúp sức, ta cảm kích còn không hết, làm sao dám trách. Xin mời hiệp sĩ. Xin mời hiệp sĩ dùng trà. Cảm ơn ngài phù hộ. Chẳng hay vật gia truyền của ngài bị đánh mất, cụ thể là vật gì? Không giấu gì hiệp sĩ, nhà tôi có một viên ngọc quý đã thất truyền từ lâu. Tôi cất giữ rất kỹ nhưng mà không biết tại sao lại bị mất. Xin hiệp sĩ tìm giúp tôi. Tôi xin hậu tạ trọng lễ. Ngài có nghi ngờ ai không? Nhà tôi xưa nay rất yên ổn, chưa từng có trộm cắp xảy ra, nên nhất thời tôi chưa nghĩ được ai. Vật gia truyền của ngài có nhiều người biết không? Đây là bí mật gia đình, cho nên chỉ có những người thân biết. Gần đây có bọn cường đạo ác bá nào hoành hành không thưa ngài? Trong khu rừng gần đây có bọn thổ phỉ chuyên cướp bóc, nhưng mà chúng chỉ chặn đường cướp bóc những người đi qua lãnh địa của chúng, chứ không ra ngoài hoành hành. Tôi sẽ tới đó. Nếu bọn cường hào ác bá thổ phỉ này mà quá ngang ngược, tôi sẽ trừ hại cho dân. Đa tạ hiệp sĩ. Xin kiếm ngài. Kia, có vàng bạc mang hết đi, tha mạng sống cho. Gửi lời. Ta là sói xám thủ lĩnh vùng này. Vậy thì hôm nay ta sẽ biến con sói xám thành con chó ghẻ. Tụi bay. Hiệp sĩ, xin hiệp sĩ tha mạng. Hiệp sĩ tha mạng. Có phải người đã đánh cắp bắt vật của phú hộ lần này? Đâu có, đâu có. Tôi là tướng cướp ở trong rừng, suốt ngày trong rừng thì đâu ra ngoài mà ăn cướp của dân làng. Cả cái vùng này chỉ có đám thổ phỉ của ngươi, ngươi không đánh cắp thì ai vào? Không có hiệp sĩ ơi, quan tôi lắm. Hiệp sĩ tha mạng đi. Nếu ngươi vẫn còn cố chấp thì ta tiễn ngươi một đoạn. Hiệp sĩ, đây tôi khai, bao vật ở chỗ tôi á. Nhưng mà tôi không trộm nha. Là tại sao? Tôi thông gian với bà vợ cả, bà vợ cả tặng với tôi. Ngồi lâu. Xin thật, hiệp sĩ tha mạng cho. À, nàng tới rồi. Nàng đợi ta có lâu không? Rất lâu, cứ tưởng là nàng không tới chứ. Ta kiếm chuyện bắt con nô tỳ phải đi chùa với ta, xong rồi á ta bắt nó ở lại tụng kinh, còn ta đi kiếm chàng á. Nàng quá là thông minh tuyệt đỉnh.
tội thông gian chứ không có tội trộm cắp. Đó là tại tự tay bà tặng cho tôi. Hiệp sĩ ơi, hiểu cho tôi, tha mạng cho tôi. Chuyện này là một chuyện hệ trọng, ta phải đưa người về gặp bác Hồ giải quyết. Hiệp sĩ, hiệp sĩ. Hắn là ai? Hắn là thổ phỉ thủ lĩnh ở trên núi. Ngài xem đây có phải là báo vật gia truyền của ngài không? Đây đúng là báo vật gia truyền nhà ta. Hắn là kẻ trộm sao? Không có, không có. Tôi không có trộm báo vật của ngài. Chính bà cả thằng tôi đó. Ngươi đừng có hồ đồ. Ta làm gì quen biết ngươi? Nàng không nhớ sao? Ta với nàng hẹn nhau ở nhà quan gần chùa. Mà mỗi lần đi chùa nàng dẫn tỳ nữ theo. Mà tỳ nữ đốt nhang không à, còn nàng ra nhà quan với ta. Gọi nô tỳ của bà cả ra đây. Dạ, dạ ông vợ tôi. Có phải ngươi hay cùng với bà cả lên chùa tụng kinh đúng không? Dạ đúng. Và mỗi lần ngươi đi cùng với nàng vô chùa, chỉ có một mình ngươi tụng kinh, còn nàng rời khỏi chánh điện, đúng chứ? Con tuân lệnh bà cả ở chánh điện tụng kinh, còn bà cả thì xuống hậu lương nghỉ ngơi. Nói như vậy, mỗi lần lên chùa tụng kinh, ngươi ở lại chùa tụng, còn bà cả thì rời khỏi chánh điện, đúng chứ? Ông tin hả? Bà cả tặng khăn tôi còn dắt trong. Nếu ngài dễ tin đó phải không? Tôi nói ra đặc điểm này là ngài tin liền. Dưới bàn chân bà cả có hai đống bùi son. Đủ rồi, lôi hắn ra ngoài. Lỗi dài. Nàng là người xe tơ kết tóc với ta. Ta dùng kiểu lớn rước nàng về, vậy mà nàng dám phản bội ta sao? Lỗi dài cho ta. Ta không thể tha thứ cho nàng được. Nàng là một người phụ nữ lăng loàn, cặp nết. Chàng ơi, chàng ơi, chàng ơi. Cùng ta cũng là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này. Bờ này phú hộ, bờ này phú hộ. Ê, 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 ê. Ê, ngươi là ai?
tôi là Sói Xám, thủ lĩnh thổ phỉ đây. Ngươi chết rồi mà. Đúng, tôi đã chết. Chết một cách rất oan ức. Người ta đã hại chết ta, người ta tìm đến ông mà cáo trạng đây. Ngươi nói đi. Chính vợ hai của ông đã giết tôi. Vợ hai của ta? Lần đầu tiên gặp nàng, tôi đã say mê nhan sắc của nàng. Ta không hư sao nàng thương ta được. Bây giờ bà cả đã bị từ hôn nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mọi quyền hành trong nhà bây giờ đã nằm trong tay của thiếp. Bây giờ nàng cảm thấy hài lòng chưa? Tất cả là nhờ vợ công của chàng hết đó. Chỉ cần nàng vừa lòng đồng ý thì việc gì ta không chịu nàng hết. Thật hả chàng? Ừ. Xưa giờ ta có gạt nàng là bao giờ. Nhưng mà mẹ em chết với tài hiệp sĩ đó, không sao. Dù gì thì ta cũng không có khai tên nàng lại đâu. Rồi rồi, thiếp biết á là chàng luôn yêu thương, luôn đối xử tốt với thiếp mà. Nàng xinh đẹp như vậy, ta không yêu nàng thì yêu ai? Dẻo mồm. Chàng không có tình cảm gì với bà cả sao? Dù gì thì hai người cũng... Không phải. Ta giàn díu cho bà cả là tại vì ta thực hiện kế hoạch của nàng. Chứ ta thương mình nàng thôi mà. Vậy chàng có thể giúp thiếp làm một chuyện được không? Chuyện nữa hả? Gì hoài vậy? Một chuyện gì? Chàng giết bà ba cho thiếp. Giết luôn cho bà sao? Phải. Nàng ta trẻ trung xinh đẹp như vậy nên rất được chồng thiếp yêu thương chiều chuộng. Lỡ mai mà nàng ta sinh cho chồng thiếp được một người con trai thì chẳng khác nào địa vị trong nhà của thiếp bị mất đi. Chàng giúp thiếp đi mà. Vậy mà nói yêu thương người ta. Thôi. Nàng là trời là đất, ra đi. Ta làm theo cái đó. Chịu chưa nàng? Vậy thì nhân lúc đêm tối, chàng lén vào phòng của ả, làm vài động tác thân mật. Nếu mà ả có chống cự thì chàng bịt miệng ả lại. Thiếp sẽ kêu chồng của thiếp qua để bắt quả tang. Nhân lúc loạn lạc thì chồng thoát thân. Nhưng mà lỡ ta bị bắt thì sao? Trong đêm tối chồng thiếp làm sao mà thấy được mặt của chàng? Với lại chồng thiếp cũng đâu phải là đối thủ của chàng đâu. Ta quýnh không lại tên hiệp sĩ đó, ta ngán lắm. Chàng yên tâm, tên hiệp sĩ đó đã đi khỏi rồi. Nhất thời hắn không thể nào quay lại được đâu. Ở đó không ai là đối thủ của chàng hết. Chàng giúp thiếp đi mà. Thôi, vì nàng ta nhận lời rồi, chịu chưa? Vậy thì bây giờ chàng hãy mau đi liền đi. Thôi được rồi, ta đi. À khoan nữa, đây là bình rượu quý thiếp tặng cho chàng đó. Rượu quý? Đa tạ nàng, đa tạ nàng. Ta đi đây. Khoan đã, trước khi đi chàng hãy uống trước mặt thiếp cho thiếp vui lòng đi. Rượu ngon. Ta đi nha. Ngon quá.
Sau những sự việc đã qua, người chồng nhận ra mình đã đổ oan cho nàng Út. Chàng đã đón nàng để sống đầu bạc răng long cùng cậu con trai. Còn bà cả thì xuống tóc đi tu ở chùa trên núi. Bà ba thì sống lang thang giúp dưỡng đầu đường xó chợ. Sống ở đời, khi ta gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả nấy.